Chưa có điều chỉnh cái gì cả. Đang thử nay ra bữa test thử nhá. Đang còn viết chì đây, vẽ vào đây là miệng mở 2 trên nhân cho 11 này, 2 x 11 này. Người ta 2 x 10 này, 2 x 11 luôn. À. Này 90 không? 80, 80. Còng. Hai cái này là còng rồi. Hai cái là còng rồi nhá. Rồi đang công đoạn cột dây con ăn à? Ờ con ăn á. Chưa nhận bố bà không để bảo kia lên cột bố bà. Con anh à? Con này có người yêu đó. Hai đứa này, con đứa con lớn. Hai đứa gái hả? Lớn đi. À. Đứa gái với thằng cu này. Bố bà đi em. Anh hỏi bố kiếp ai mà bố ở đây này hóa ra trong này hạn diều này. Nó ra miết nhưng mà cả bản này. Kia à. Đông quá không thấy tụi nó ra miết thôi. Ừ. Tôi nghĩ hai chắc chắn là ba sẽ bên đây mà ba chị hai một lại là bên kia. Ba sao quay bên kia nữa. Tí mà qua bên đó. Nó đang quay bên này. Bây giờ lên là không có nghe được con âm của con nào đâu, con nào hết đâu, nó cứ o o cho nó biết o o rồi là loạn sáo sáo người loạn sáo nay còn vào vài con nữa sao chưa ra đây, mấy tay kia còn chưa ra nốt thì cho nó loạn âm luôn. Khỏi nghe được đấy, mới đầu còn nghe được, còn mới đầu lên còn hai ba con còn nghe được sáu còi sáu vàng sáu chuông nữa, mẹ giờ nữa loạn rồi kiểu luôn nhiều quá là rất là loạn rồi, hòa cả làng rồi đấy. Hòa âm cả làng á hả? Ồ bên kia đẹp quá. Rồi bên này của chúng ta nhiều sáo này, còn bên bên bạn bên này là nhiều khí động học này đó, thấy chưa? Thôi công đoạn là đang hoàn thiện xong, cái đuôi là xong rồi, chỉnh dây đuôi là công đoạn cuối cùng, đem dây là vip dây nữa là ok. Ôi, đeo bao tải vô rồi đấy. Đi ơi, lại muối nó cắn chứ. Đớp bắt Thảo ơi. Rồi. Thảo. Kìa, yeah, công đoạn. Bắt thanh thì ta chẳng hữu đi em. Rồi, công đoạn. Lên đây. Cổng 2, cái này gọi là cổng 2 ấy, chưa. Cùng đôi ấy, không phải cổng hoa, không phải cổng coi nữa. Chưa gọi là cổng gì hết á, cái này là mới có hai cái thôi, mới có ra test âm thử mà kiểu này mười mấy 20 con ở trên bầu trời sao mà test được thử đây. Mới 20 con đã mà sao mà test thôi. Rồi, chuẩn bị cho mấy em này nhá. Bỏ thầy ba. Lên. Nó kéo. Đi, đang kéo đi đấy. Đi. Giỡn chơi với con này à? Kéo đi phết.
đấy, không 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 đùa đâu, kéo bay đi luôn đấy. Trên bầu trời của chúng ta này, đó nó đó, nó đó, đó nó đó, nó vừa được cắt lên bầu trời đó. Rồi các bạn thấy hay thì các bạn cho mình một like, một chia sẻ. Các bạn đã chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ Xe Đỏ Những Sao của mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.